Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng TNDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dàn IDO, các dàn iRobot, các dàn IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn đầu tịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để tiếp tục giữ những dàn mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Lucky Unicorn. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn cần vào link dưới đơn mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat bot. Bot hơi chậm một chút anh em nhé, anh em có thể luôn nút check. Chúng ta sẽ lần lượt làm cái nhiệm vụ, trước tiên là follow Twitter này, follow Twitter đi tiếp import rồi thêm get nick này. Nói chung các bạn cứ mở hết các kênh mạng xã hội ra đi. Rồi các nhiệm vụ Telegram cứ thế mà rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm nhiệm vụ nhé. Twitter, ta follow Twitter này đi tiếp pinpot này. Thêm một quyết nít comic cap này. Rồi ta sẽ tiến hành like ở phía dưới. Ở đây có nút root này, ta nút root này. Rồi tiếp theo này. Copy username của CryptoTown này. Like chọn CloudTit này. Thì mình lên cái đứa total và lút tít này. Ấn profile này. Channel Ninja. Ta follow kênh này. Rồi bây giờ ta sẽ tiếp tục. Ấn nút xoay rope ở trong bệ xe bot này. Cho submit đi tên. Cho đôn. Bây giờ các bạn sẽ điền profiling của Twitter. Chọn đôn. Địa chỉ ví 20 các bạn dùng ví ETH ở trên chất wallet hoặc MetaMask. Chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH sau đó quay trở lại gọn kết vào. Bot lại rồi, rồi anh em chờ một tí nhé. Chọn đôn tiếp này. Retweet link. Chúng ta chọn tweet FD. Chọn phần thời gian bài đăng và sao chép phần link nhỉ. Viết đây này. YouTube username. Chúng ta nói avatar nó kênh của bạn. Copy phần profile của cái YouTube. Viết đây. Ok. Chúng ta có thể ấn vào refer link. Các bạn sẽ có link dev. Bạn link dev sẽ giải bè thân đáp chúng ta. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Lucky Unicorn, thêm một lao nữa của dự án này. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Xin chào tiếp theo.